Cô chú anh chị nha. Cô Năm đến. Trời ơi cái bánh siêu to khổng lồ nè. Cái bánh này bánh gì? Cao. Cao. Nè con. Cúng cậu hả? Nay còn tính về sớm có chuyện rồi đó. Đây nữa hả? Phải sữa nữa hả con? Con tưởng là cô không tắt khứ con chứ con lên đây không. Thật cô Năm đảo lại luôn á. Giờ người cầm món đi. Đây cô Năm. Đây có món mà ba đứa nhớ ngày xưa về quê anh mà ra sân bay bị giữ lại không? Không cho ăn. Rồi, cái nón của đưa anh Minh cầm đi con. Sao đưa được? Hai cái rồi sao được? Về là mới quay lại. Bữa lên máy bay nó đâu cho đem về rồi để lại nó buồn năm phong là người cứu cô Năm tại sân bay. Mấy kilo đó. Không nhớ lại có chứ bông không đem vô, đem vô chứ con. Đi vô. Dạ, ừ, có chị Tư là bị cuốn này cô Năm cuốn ở nhà luôn hả? Cô cuốn tay coi đâu mất tiêu rồi. Gì con? Cô tay coi đâu mất tiêu rồi. Nó mới thấy tao nó rặn rồi. Vô sạc mạng rồi. Dạo này sao á cô ha? Dạ, anh đẹp cái con nấp luôn à. Đâu có, nó đâu có đâu. Đâu rồi? Mẹ. Nó đi làm cái gì á? Vô sàn bàn rồi. Vô đây cô. Rồi. Mình mới về tính về hôm nay có công chuyện. Ra tới nào gặp cô Năm vậy? Ra ngoài tới cổng là thấy cô Năm. Em đi hút đi Minh. Khán giả biết tụi nó hay nha, thấy cái bóng tụi nó biết tụi nó quay vô liền. Con vừa ngồi ở bên kia con nhìn nghe hả như cô Năm là cô Năm. Chạy ra cô Năm liền. Rồi. Năm ơi. Kể chuyện này cho cô Năm nghe. Chuyện gì? Ờ chút xíu đi, cô Năm cậu, cũng cậu đi là con kể cô Năm nghe. Gửi cái ông gì rồi. Gửi cái gì vậy ta? Vui lắm, vui lắm. Ừ. Đường này nè. Đến bộ cậu là phải vui. Đúng không? À, Hải nói cô Năm vui chút xíu à. Bữa em nói. Bữa nay khác, còn bữa nay khác. Hiểu rồi. Bữa cô Năm tặng lì xì với số mấy anh em có ai trúng không? Đó. Trúng gió. Trúng gió. Trình nói đã. Bây giờ đang nói rồi đó em ơi. Mình lên cậu mình mặc áo của cậu mình sẽ cởi ra. Đó, ai như tụi bay vậy? Màu tím. Ừ, ai như tụi bay. Rồi cái đây này. Anh như tụi bay vợ đi. Cô Năm dìm hàng bên kia. Dìm hàng mấy đứa cô Năm dìm hàng hết. Cô Năm lên là dìm hàng mấy anh em luôn rồi. Đó, buổi chiều mới vừa dọn dẹp. Cô Năm đến liền. Diễn viên Hollywood. Ờ, cô Năm bắt cúng cái gì đây? Kia kia cái mâm cái túi. Bánh đuối nấu lại đây. Nấu lại để rồi. Cô Năm mà thấy cho. Cô Năm để Năm càng ngày cô Năm đẹp gái quá chừng con ta. Ừ, nó nói nghe muốn xỉu. Nó nghe muốn xỉu thì chắc. Tết là cô Năm đẹp ghê luôn anh. Để cho đứng lên anh. Đẹp lung linh luôn á. Đứng ngay luôn anh sao vậy? Bánh ủ. Ờ vậy ấy. Mà nó dướng nó bị dướng cái đít rồi. Tại cái chân nó thấp. Bánh mà cô có gì con? Ai? Dạ. Ồ, rồi cô Sáu. Chó. Tao già gọi cô Sáu. Ê, bà gọi cô Sáu kìa. Tao già gọi cô Sáu rồi. Thằng Giang gọi cô Sáu hả? Tiền sao cô Năm lên, tiền anh gọi cô Sáu hả? Cô Năm gặp cô Sáu, cô Năm ôm cô Năm hung. Cô Sáu. Ôm bữa nay là ôm hung hả cô Năm? Lấy một cái dĩa nhỏ để trên bàn cậu mấy cái con. Cô là cô cúng riêng cho cậu vậy. Trên bàn cúng riêng cho cậu. Sao tự nhiên cô Năm lên mà anh nói vàng điện cô Sáu là sao vậy cô Năm? Thì nó muốn tao với bả đoàn tụ xung đầy mà. Đoàn tụ xung đầy hả? Đoàn tụ nghe thấy ghê vậy. Đi hỏi đoàn tụ đó anh Năm. Em mới may cái dù danh xong rồi đó. Chắc chừng khoảng 20 mấy Tết em đem lên em đổi cho anh. Tay cô còn trái cây nha, chín cây nha. Ở nhà cô chồng đó. Nhưng cái đít nó bầu quá, để vô đó luôn. Để vô nó bị à, cái chỗ nhọn á anh. Cái nhọn nhọn quá. Chỗ nhọn nó cao á. Cái đít cái trái cây của cô nhọn quá. Trước thì cúng cho anh, sau thì tụi nó ăn chay đít. Em thấy thương quá, em cúng gọi cuốn cho anh. Rồi. Đó được cái đó. Để vậy ngay được cái đó. Cô Năm tốt quá trời, cô Năm tốt với con cháu. Cô Năm cúng gì đây? À, cho anh em nạc à. À. À, cô Năm cuối nó đợi sao vậy nó quay nó ta cuốn nha. Cuốn rau cái rồi. Cũng gọi cuốn nè. Cảm ơn mời, cảm ơn mời. Thằng nó dành nó lên rồi. Cái này cho anh đây. Không á, đang cắm bông rồi. Đưa đây đây. Anh Năm ơi, em biết anh cũng thấy gọi cuốn. Đó, nhậu đi anh. Uống chù cha mẹ ơi. Cô cắm nhang, cô đốt nhang cô nha. Ừ, đốt đây con. Rồi. Ô cha mẹ ơi, uống bia đi anh. Chu cha. Anh đâu người giờ phút chót này em còn đem đồ lên cho anh nhậu đúng không? Dạ. Đây con đốt hương vô.
Trời ơi, hồi nãy mà về là mất cơ hội rồi, thấy không? Tại con Năm sáng rồi, tối qua con Năm nói hôm nay con Năm lên gọi mà. Con Năm ở lại chơi xíu nha. Con Năm lên cũng không nghe hả? Hồi sáng tao nói là con Năm lên mà chắc không nghe rõ đó. Có nghe em định về có một chuyện mà tự nhiên mới vừa lên cái anh áo vàng điện cô Sáu vậy. Tên bị con chắc chắn chi. Cô Sáu của chị cô Na đụng với cô Năm của chi. Ủa cái máy này đẹp dữ vậy ta. Mua đồ phòng tem về treo lên tụi bay. Mua mấy cái đồ phòng tem á. Chưa Tết mới treo lượng câu ơi. Tết mới có thằng tem. Đẹp quá, hoa nụ quá trời luôn. Không có nhầm là đúng đẹp ha. Cái cúng này cũng mua cái cô Năm em cúng đi không cái cô Năm có hiện tượng lạ nghe quý chị. Cái chưa dần dần gì anh quay tới 38 anh ăn này ha. Ẩm để cô đưa cháu nội cô đi biết người cô đen thô lùi. Rồi, rồi, ơi. Gì á? Tìm đó nha con Năm. Kỳ quá hả? Cái giờ liền ở đây chờ không có gì. Ở đây chờ đợi cô Sáu cô đi lên không? Để dưới luôn cái nẻ đó. Để nó bể không nhớ không? Để lên để bữa mẹ. Anh ăn gỏi cuốn nha. Ô thằng con trai tôi nó cắm đẹp chưa? Còn vậy là à, cái bình cái bình mai mốt cô mua mấy cái bình mà nó xòe cái miệng ra mới đẹp tụi bay thấy không? Dạ cái này là cúc kim cương á. Cúc kim cương hả cô? Ừ. Mốt cô kim mua thêm cúc đó. Vàng á đi cô. Không cô thích bông trắng nha. Không thì cô ngáp ngoài cô hiện tượng kỳ lạ. Ừ. Quá à. Từ... ra đi. Cô Năm có hiện tượng lạ quá quý vị ơi, ngáp liên tiếp luôn. Không được ngáp nữa rồi. Tới ông chị rồi ngáp nữa rồi, ngáp rồi. Ngáp hoài hả? Ê, ê. Gì đấy? Đi đi, đừng chéo đây. Đấy. Không, ngoài cô. Đang ngáp là nó khó chịu người là biết rồi. Ra ngoài cô ơi. Vừa giá cái tên cũng xong là ngáp liền. Ngáp rồi. Ừ. Ủa ngáp nữa rồi. Ủa, chưa bộ không ngủ gì cô? Không, không có. Cô đời này. Thì là cô Năm đến. Thêm bà xì nữa. Thêm một bữa xì nữa rồi. Rồi rồi. Hả cho cô. Nay tôi lên đây tôi làm cái clip tôi đính chánh cái chuyện mà Hồng Loan ăn mì gói nha. Cái con mẹ tiên ngáo mà ở bên nước ngoài á, bà nói chuyện bố láo lắm nha. Con Hồng Loan nó ăn mì gói cái lúc mà cậu chết rồi, trong vòng 49 ngày chứ không phải lúc cậu còn sống cậu để nó ăn mì gói đâu nha. Đừng có nói tào lao. Con ta mà đi bán quán cà phê bên quận 7, nhà bên chồng nó khá giả, làm gì nó phải ăn mì gói. Nói tầm bậy tầm bạ. Ăn mì gói là sau này nó về nhà cậu nó giữ cái nhà đó, nó cũng không có tiền đi taxi lên đây, nó đốt nhang cho ba nó. Nó đừng có nói mà nó ăn mì gói, nó phải dạng khổ đâu. Nó ăn mì gói, nó ăn mì gói trong cái lúc mà trong vòng 49 ngày á, lúc đó là sạch thành còn nè. Nhỏ ăn mì gói ý người ta lên tiếng người ta nói lo ăn mì gói mà lúc